Một ngày nọ, sâu trong rừng xanh tiến hành một phiên tòa muôn thú. Hầu hết tất cả các con vật đều có mặt ở đó để theo dõi phiên tòa. Bà gà đang ngồi ở bàn để ghi chép lại những lời phàn nàn. Bà luôn đeo kính để tránh mọi sai sót. Phiên tòa xét xử ba chú lợn con và con sói già gian ác. Bà ghi như thế trên tờ giấy trước mặt. Lúc đó, tất cả mọi người đều đang ngóng chờ chủ tòa vẹt đến. Bởi vì mỗi khi phiên tòa của rừng diễn ra, ông ta chính là người phân định ai đúng ai sai. Một lúc sau, con vật to lớn nhất của gia đình muôn thú, voi, dẫn theo ba chú voi con đến. Porky, Turkey và Gucky nhảy xuống khỏi lưng của voi và tiến đến chỗ của mình. Một chú voi khác cõng sói già gian ác trên lưng. Dĩ nhiên, khi muôn thú trông thấy sói, ai nấy cũng đều sợ hãi. Và cuối cùng, chủ tòa vẹt, người sẽ phân xử phiên tòa này đã đến. Ông ta ngồi trên một khúc gỗ cao hơn hẳn những người khác. Vì lòng kính trọng với ông, tất cả muôn thú đều đồng loạt đứng dậy. Xin chào khu rừng yêu dấu. Mọi người đã có thể an tọa. Khi vẹt đang đọc những dòng ghi chú trên tờ giấy trước mặt ông ta, mẹ của ba chú lợn ngay lập tức lên tiếng. Thưa ngài vẹt, thưa ngài vẹt, con sói kia ngài thấy đấy, cố gắng ăn thịt đàn con của tôi. Vui lòng không phát biểu trước ngài vẹt. Nếu bất kỳ ai phát biểu trước ngài vẹt sẽ lặp lại tiếng của họ. Ông ta phải uống ngụm nước để dừng lại. Trật tự nào. Đầu tiên hãy lắng nghe những lời cáo buộc của mẹ con nhà lợn. Xin chào ngài vẹt, cháu là Gucky, lợn út trong gia đình của cháu ạ. Cháu sống ở một ngôi nhà tranh mà cháu tự làm. Cháu rất tự hào về nó. Nhưng một ngày kia, có một con sói xấu xa đã lẻn vào trước cửa nhà cháu để cố gắng ăn thịt cháu. Không. Không. Tôi phản đối. Ngài vẹt, làm ơn, đừng có nói trước khi được cho phép. May mắn thay, chú voi dùng dòi đưa cho ngài vẹt ít nước. Và phiên tòa lại tiếp tục ở chỗ vừa bị ngắt quãng. Ahem, nhà lợn, hãy tiếp tục đi. Thưa ngài vẹt, như ngài thấy đó, chó sói cũng đến trước căn nhà gỗ của cháu và cố gắng ăn thịt cháu. Nên chúng cháu đã phải trốn sang nhà của anh Porky để lánh nạn. Nhưng mà con sói gian ác không chịu dừng lại, thưa ngài vẹt. Hắn ta cũng mò đến nhà của cháu. Theo như luật lệ của khu rừng này, không ai được xông vào nhà người khác khi chưa được phép hoặc chưa báo trước. Đúng thế, không chấp nhận được. Ngài vẹt đập mạnh cái gươm của mình xuống bàn để giữ trật tự những kẻ đang náo loạn bên dưới. Trật tự nào? Thưa muôn thú, tất cả thần dân cần được lắng nghe một cách công bằng. Đến bây giờ hãy lắng nghe điều mà chó sói muốn nói. Đầu tiên, xin chào tất cả các thần dân. Chắc mọi người đều nghĩ tôi là một con sói to lớn gian ác. Nhưng tôi thật là một con sói tốt bụng đó. Những con sói mà muốn ăn thịt ba chú lợn đều là không tốt. Những con sói mà muốn ăn thịt ba chú lợn là không tốt. Cục tác. Đừng nói trước khi được cho phép. Trong khi ngài vẹt đã uống nước, chó sói tiếp tục tường thuật lại sự việc. Ngày mà sự việc xảy ra, buổi sáng tôi dậy rất sớm, ăn sáng ngon miệng tại nhà. Buổi sáng anh đã ăn gì? Tôi kẹp mấy quả dâu vào lá, hạt dẻ và ăn chúng. Sau đó tôi đi dạo một chút trong rừng. Vào lúc đó tôi nhìn thấy một ngôi nhà tranh được làm bởi chú lợn Gucky. Căn nhà trông có vẻ không hề vững chãi. Tôi sợ rằng đó sẽ sập sớm thôi và chú lợn con sẽ bị mái nhà đè lên. Nên tôi nhòm vào và nói với chú lợn rằng căn nhà này không chắc chắn đâu. Nhưng anh ấy không tin tôi. Tôi nói tôi chỉ cần thổi một hơi là có thể phá hủy căn nhà. Tôi chứng minh cho cậu ta thấy. Rồi anh hít và thổi một hơi và phá hủy căn nhà hay sao?
Đúng thế thưa ngài, tôi đã chứng minh cho chú lợn thấy vì chúng không tin tôi rằng căn nhà này không hề an toàn. Rồi tôi á nhìn thấy một khúc gỗ nhỏ ở đằng xa. Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận ra là đó cũng là một căn nhà. Không hề chắc chắn, hơn nữa, lần này còn có tận hai chú lợn trong đó. Đúng thế, đó là nhà của tôi và cậu em tôi đang rất sợ hãi. Cậu em tôi đang rất sợ hãi. Nên sang nhà tôi. Nên sang nhà tôi. Tôi xin anh đấy, đừng có ngắt ngang nữa. Xin lỗi bà Ga. Anh có thể tiếp tục rồi, chó sói. Nhìn đây, túp liều này không chắc chắn. Tôi chỉ cần hít một hơi và thổi để phá hủy nó. Tôi nói vọng qua cửa sổ và tôi thổi. Túp liều cũng đổ sụp xuống. Do đó anh đã thổi mạnh để chứng minh cho ba chú lợn thấy ngôi nhà của chúng xây có thể làm chúng bị thương. Vâng, thưa ngài Việt. Và lũ lợn nghĩ rằng tôi phá nhà chúng để ăn thịt chúng. Đúng thế ngài Việt. Anh ta sẽ ăn thịt chúng tôi. Nghề Việt muốn suy nghĩ thật kỹ về những điều đàn lợn nói và lời của sói. Do đó, ông ta bay vút lên trời cao và đổ trên một đám mây. Đây là nơi ông ấy hay suy tư mọi thứ. Trong lúc đó, các con vật khác đang chờ trong khu rừng và bàn bạc rôm rã về việc ai đúng ai sai. Tôi nghĩ là ba chú lợn nói thật đấy. Tôi chưa từng thấy một con sói tốt bụng trước kia. Tại sao anh ta lại muốn ăn thịt lợn con khi mà anh ta đã no rồi chứ? Hả? Có ai trả lời tôi không? Đúng thế. Dĩ nhiên rồi. Cuối cùng, Nghề Việt đã ra được quyết định và từ từ bay xuống khỏi đám mây kia. Nghề Việt đổ xuống miếng gỗ. Mọi người đều hào hứng lắng nghe quyết định của Nghề Việt. Sau khi suy nghĩ, dựa theo luật lệ của khu rừng, tôi đi đến một quyết định như sau. Viết vào đi thư ký gà. Trong cuộc đời tôi, chúng ta chưa từng thấy con sói tốt bụng nào. Chúng ta chưa từng thấy. Đúng vậy đó. Đúng thế. Chưa từng thấy bao giờ. Nhưng không có nghĩa rằng chó sói không thể làm điều tốt. Phải ha. Đúng thế. Họ có thể. Và tôi nghĩ, thực ra thì lá hạt dẻ và dâu tây không hề mọc trong khu rừng của chúng ta. À, đúng thế. Không hề có dâu tây và hạt dẻ đâu. Đúng vậy đó. Chó sói đã nói dối về việc anh ấy ăn no, đồng nghĩa với việc anh ấy là người sai hoàn toàn tổng sự việc lần này. Quyết định của tôi là yêu cầu chó sói xây một căn nhà mới và chắc chắn cho hai chú lợn. Nếu như vậy, anh ta sẽ duy nhất làm việc tốt trong khu rừng, sẽ làm tấm gương cho các chú chó sói khác. Cảm ơn người mẹ Việt. Phiên tòa của ba chú lợn con và chó sói xấu xa khép lại ở đây. Cục tác. Sau đó tất cả muôn thú trong rừng đều hiểu ai đúng ai sai trong sự việc này. Sau ngày hôm đó, mọi người đều tiếp tục chung sống hòa bình và hạnh phúc bằng cách tuân theo luật lệ của khu rừng. Adi se baba.